Sáng ngày 14 tháng 3, đoàn công tác của Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm do đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thanh Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tình hình quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng các ban đảng Thành ủy, trưởng các phòng ban ngành thành phố và văn phòng Thành ủy. Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp của chính quyền, mặt trận, đoàn thể, chính trị xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Lĩnh vực kinh tế có 3 trên 3 chỉ tiêu đạt, kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, đời sống nhân dân ổn định, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có 2 trên 2 chỉ tiêu đạt, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, dịch vụ công ích được chỉ đạo quyết liệt, thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có 4 trên 4 chỉ tiêu đạt. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người nghèo, chi trả các chế độ người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Các chương trình y tế quốc gia phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng an ninh có 2 trên 2 chỉ tiêu đạt. Công tác quốc phòng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giao quân năm 2022 đạt chỉ tiêu. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ phường năm 2022. Công tác xây dựng đảng được thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên, đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội. Công tác quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu giao. Trong năm kết nạp 10 trên 10 đảng viên đạt 100% so với kế hoạch. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong quý 1 năm 2023, Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được kết quả, tập trung triển khai thu ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương ngay từ đầu năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao, đáp ứng các nhu cầu chi của địa phương. Quý 1 ước thu ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng, đạt 41,1% kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thường xuyên phối hợp ra quân trực chốt lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, tổ chức ký cam kết và hợp đồng đối với 277 hộ kinh doanh về chấp hành trật tự đô thị, gắn và lắp đặt các bảng hiệu, bảng quảng cáo đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn, an ninh chính trị, trật tự xã hội trong các ngày lễ Tết, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tuyên truyền vận động nhân dân không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, xúi dục, biểu tình gây rối an ninh trật tự. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong quý 1 đã phát triển 6 trên 10 đảng viên, đạt 60% chỉ tiêu giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ phường Thanh Sơn đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục ngay trong thời gian tới, yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục đoàn kết ra sức thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, xây dựng phường Thanh Sơn ngày càng phát triển. Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ phường cần đề ra những giải pháp hướng đến phường thông minh, tập trung công tác giáo dục tư tưởng, đặc biệt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ phường, nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt vai trò giám sát đối với công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quan tâm công tác xây dựng chỉnh trang đô thị sáng xanh, sạch đẹp, văn minh, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị phải đi đôi với việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn.
rà soát lại các di tích lịch sử, quản lý tốt các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, triển khai các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024, tập trung kiềm chế, loại bỏ các loại tội phạm liên quan đến ma túy, tập trung công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.